Cái đem về để mang về đấy. Vâng, xin chào quý bà con và các bạn kênh nuôi ong Minh Phương nhá. Hôm nay anh Dũng này với anh tỉnh lại lên nhá. Thế chào, hôm nay rét chúng tôi lên thăm ong tí. Vâng, hôm nay anh Dũng với anh tỉnh lại từ Hưng Yên lên đây để tham quan ong rét và cho ăn thêm đường và chống rét trong. Đây hôm nay là đi xe vận tải được anh Dũng nhá. Anh Dũng nuôi ong thế nào mà giỏi thế, mua được ô tô vận tải này. Đây đường à? À đây. Mang đường từ nhà đấy ạ. Đấy. À cả máng bò vịt, đây là máng bò vịt. Máng bò vịt ăn cho nó. Anh Dũng thấy máng bò vịt ăn thế nào? Nói chung máng bò vịt cho ăn tôi thấy là tuyệt vời. À không đánh nhau tuyệt vời. Không đánh nhau là cái thứ nhất, cái thứ hai cho một lần bằng hai. Đúng rồi, sao là công ở xa không phải chuồn. Xa là như thế nó rất phù hợp với cái điều kiện của mình. Đúng, xa thì lại chuồn. Tuy là nó hơi tốn một tí thôi. Cho ăn no cái 1 lít thế là cứ cho ăn no cái 1 lít. Cho ăn xong là chuồn. Ăn xong là chuồn. Kệ mày ở trong tổ muốn làm thế nào thì ăn. Của chúng mày. Vâng, bây giờ là anh Dũng có vừa lên đến đây thì là mang đường mang xá và chuẩn bị xoáy cái máng bò vịt vào cho ăn. Và ngày nay là có ô tô lên thì là cứ cho ăn xong rồi đến tối đùng đỉnh về chống được chết. Vâng, những ai mà mua nuôi ong mà phải mua được ô tô bán tải như này nhá, các em 1 tỷ đấy. Đấy, đây là cái nhà ông chủ đây. Nhà ông chủ nhà này cũng cái nhà thế là làm cái nhà to mà cũng có tiền gửi ngân hàng mấy tỷ. Ông nuôi ong cũng giàu, mua ô tô mà cái ông chủ này cũng giàu, nhà to thế này. Và đây là rất tiện đường đi. Đấy, tôi chỉ thích cái tiện đường đi cho. Và đây là đây là quang cảnh đường quê hương của tôi đấy, đường đi Tam Trúc Bá Đính ạ. Vâng. Cho nên là lựa chọn với ông gửi ông ở Hưng Yên giúp đỡ công là phải là tiện đường. Và phải rừng núi và keo nhiều thế kia và rừng núi như thế kia. Địa điểm nó tuyệt vời đây. Thế là bây giờ là chuẩn bị ra cho ông ăn. Vâng, bây giờ cho ông ăn à? Xong nó cho ăn tí cho ăn luôn. À vâng, tí cho ăn luôn. Ăn xong là tối về. Thế chuẩn bị đi. Vâng. Vâng. Kéo, còn bây giờ còn có khi phải chạy làm cái căn cầu này. Vâng. Ngay rồi, cái xe nó oanh rồi, xe này, xe tí làm gì mà chở oai thế này. Xe có mấy ông nuôi thợ ở Hưng Yên này, mua được cái ô tô thế này, thì không biết có phải ông nuôi ong vịt không? Đây, chân tầng gì đấy anh Dũng? Tôi là mua chân tầng Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc coi như là một hộp này là 30 cái. Thế hôm nay là thử chứ còn hôm nọ vẫn xây chân tầng. Hôm nọ là xây Việt Nam. Việt Nam. Hôm nay mới thử. Hôm nay là thử thôi. Ấy không, về chính trị là ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình với lại ông Bí thư mình bắt tay một cái là có cái lô này. Thế là tôi thí nghiệm luôn xem. Thế là công cái bắt tay là chúng ta cũng có phần nhờ. Dân thì cũng bắt tay. Thôi thì cái gì đấy tôi chở trong xe này. Thấy hay thì ta dùng. Xem nó thế nào. Thử hôm nay là bây giờ người dân chúng mình thì cứ thấy cái gì kinh tế hay là ta dùng. Cẩn thận lắm ạ. Đây này. Đây tôi thử ông nọ lấy 100 cái nội rồi. Đây của Trung Quốc đây. Đây. Tôi giở trong xe. Nói chung là ông Nguyễn Phú Trọng mà bắt tay thì chúng ta cũng tay, có, cũng, đỉnh, cũng phải nghiêng làm tí. Đã phải xem nó thế nào thì đây này. Lúc cẩn thận lắm không ạ? Đấy, rất cẩn thận. Tôi nọ cũng thử một hộp. Nguyên này 30 cái. Trước tôi cũng làm rồi. Nhưng mà hễ mà cái thằng riêng Tổng Trung Quốc nó thấy ta kêu cá gì nó về nó cải biên luôn. Nó thay luôn. Cẩn thận lắm không ạ? Vâng. Cái này màu hơi xanh à? Cái này xanh. Đúng rồi. Đây này. Nhưng mà nó làm tôi cho nó rất cẩn thận. Thằng Trung mỗi cái nó mỗi tờ giấy. Mỗi cái nó một tờ giấy này. Vâng. Dày dặn lắm ạ. Đúng rồi. Trông nó dày. Được. Hôm nay xây thử. Hôm nay là làm luôn đấy. Nay thử xem. Hôm nay là thử luôn. Để cái gì hay thì ta lại làm. Tôi làm luôn. Cẩn thận mỗi đây này, mỗi tờ một cái nó làm. U lăng dày. U lăng nó dày rất nổi nhá. Trông lét nhỉ. Giờ bác Trọng như thế là ngoại giao cây tre thì ngoại giao cây tre của bác Trọng chúng ta rất là rất đúng rồi ủng hộ cái đường lối chính sách không liên minh quân sự. Vâng, thì nữa các anh em thử gắn thử cho gắn cho xây thử gắn thử cho xây thử. Đây là trại ong của các nhà Hưng Yên ấy. Chiều ngày nay nhưng mà đi làm rất mạnh, anh đang gắn tầng chân một tí ra đi tôi quay đàn ong mạnh đây, cả trại ong hơn 200 đàn đây, anh đang gắn cầu.
gắn cầu vẫn tiếp tục cho xây. Đây ạ, à, miền núi chúng tôi là ong đi làm rất đẹp ạ. Cái trại ong của các anh ở ngoài Hưng Yên đây. Đây, anh Hà Long đi làm rất mạnh. Đây, tất cả cái trại ong của anh hơn 200 đàn. Các anh đang gắn tầng, tôi ra xem ong đi làm. Ở đây thì miền núi chúng tôi là cái tầm này là ong vẫn đi làm mạnh nhá. Đây là cái trại ong của các anh ấy. Anh ấy đang gắn tầng chân ở trong nhà thì tôi ra đây thì quay kiểm soát ong đi làm mạnh thế nào. Thì thời tiết đây là chúng tôi không sợ rét lắm đâu. Cũng chưa rét lắm. Đây, đàn ong nào cũng đi làm rất là mạnh. À đây thôi hơi nước này. À đấy nha, nếu không có cái bị là hấp hơi nước. Hơi nước. Vâng. À. Đây anh Dũng anh kiểm tra một cái đàn ong. Cái này là hơi bị ít. Cái lưới kia làm gì? À trước thì cho ăn ở dưới máng nhưng nó chống bị xa lầy. Như đàn này thì cũng là no nhỉ? Cũng được đấy. Mà anh chỉ có xây đón đấy, đừng cho vào giữa nhá. Không, không cho, thay văn văn ngăn. Thay văn ngăn, xây đón. Thay văn ngăn. Lúc nào mình vào không kịp thì nó sẽ tự xây ra. Tự nó xây ra. Đấy là, bây giờ đang đấy là định thế. À, đẹp đẹp đấy. Xây đón được. Đấy, như thế này. Ừ. Cũng có để ông lực. Ừ, chứ tổ này chúa thay chưa mà có được đây rồi, được đây này. Rồi. Thế ra lại chúa già. Chúa già rồi. Chúa già mà. Chúa già thì không được rồi. Chúa già nó hôm nọ lắp chú lừa nhưng không được thì tôi đã bị một số con chúa già bị chết. Ừ. Nhưng mà chúa già nó vẫn đẹp đẹp đấy, nhưng mà có điều là nếu thay thì càng tốt, mà không thì cứ kệ nó. Nếu rét không thay thì kệ nó. Nếu mà có khi thay đấy. Và nữa là thay. Còn chân tầng thì anh cứ xây đón. Xây chân tầng lần này là xây đón. Chứ đừng để ở giữa chứ, đang rét đừng để ở giữa. Để giữa là ông sẽ bị tụt quân sẽ bị kém đấy nhá. Không để ở giữa chứ. Đây xử lý mèo đây này. Để giữa là hỏng ngay. Để giữa không nên để giữa, mình đón thôi. À, dạ. Mèo đấy. Nhưng mà thước theo tôi mùa đông là thước bé đi. Đúng rồi, cái thước này mình đặt thì nó cũng lộn cộn. Thước này là thước không được. Không thước, được mà này. Thước này mùa đông không được. Thước mùa đông là chỉ 2 phần của cái này thôi. Mùa đông to quá. Mùa đông này là to. Đấy. Đàn ong này chú cũ cho nó đẻ ở cái góc. Đàn này góc. Là chú cũ. Chú cũ chưa được. Nhưng mà vẫn cái chú này đẻ. Chỉ sợ nhất là nó đẻ ong được vào giữa đây này. Không không. Thì chú kém nhưng mà nó đẻ cái góc này là chú nó vẫn còn được nhá. Được, mà nếu mùa kia nó có hiện tượng nó muốn chê đàn. Hôm nay thì dứt khoát cũng cho ăn một tí nữa. Vâng, cho ăn bổ sung thêm. Đàn cứ ba cầu này là đẹp. Thước là hơi to, thước bé thì tí nữa to, thì đẹp. To. Đúng rồi. Thước này thước mùa hè. Có phải mỏng đi tí nữa. Thước là thước mùa đông là phải bé đi. Xem nốt cả ba cầu xem còn chúa này mình xem lại. Chúa đấy chúa cũ nhưng mà chúa cũ như thế là vẫn chưa đến nỗi lắm nhưng mà có là mình. Chúa này chúa tháng 6 mà. Ừ, chúa vẫn đẹp. Là còn tháng 6. Chúa cũ chỉ sợ nhất là đẻ giữa bánh tổ ấy. Chúa không. Xấu, chúa này chúa đẻ góc không sợ. Đấy, trước khi đi sang đây là cầu này là cầu xây đấy. Như đàn này là cũng nó vít nắp quá. Vâng. Bên này thì chỉ bổ sung thêm tí thì bổ sung. Vâng. Cái đàn này kể ra thì cũng thêm chứ còn thì đàn này không cần. Không, vẫn thôi đã sang rồi. Đã sang thì cứ bổ sung thêm. Đây. Đàn nào đã sang đây rồi, phải hư nhiên. Đẹp nhỉ. Đấy, ba cầu. Vâng. Nói chung hôm nọ là sang cho ăn như này là cũng cho ăn đáy được là cũng tương đối. Vâng.
Đây, xem cái đàn mình, cái đàn này thì vẫn là ít quân. Xây đón, chương trình này xây đón để mình vào không kịp thì nó tự nó. Tự nó. Gọi là thay chỗ không được. Mà xây đón để lấy mình cái cầu để mà mình đưa sang cái đàn xấu, chứ còn kể ra đều này thì mà không phải thay thì cũng không cần. Duy trì thôi. Những cái đàn này duy trì. Vâng. Xây đón ra mình phải rút ra, cứ không nên để bốn cầu. Vâng. Đấy. Đấy là đàn tiếp theo à? Tiếp đàn nữa. À, xem tiếp đàn nữa. Đàn này đông hơn. Cũng có khả năng đông hơn. Vâng. Đấy. Đàn này đông hơn. Được cái mỏ vịt để cho là nó cũng rất là... Nó không đánh nhau. Hợp lý. Dù có đánh nhau nó cũng hạn chế. Nó hạn chế rất nhiều. Ừ. À. Ý, cái đàn này nó quá. Ừ. Cái đàn này thì chả cần cho ăn được. Đàn này không phải cho ăn được. Ui, nó để ác nhỉ. Còn này chú non. Để ác nhỉ. Chú non mà đông rồi nó cũng vẫn làm không được để chia tổ ấy. Quanh... cho nó xây rất nhanh nhỉ. Ừ. Đây. Rồi. Ui, cái chân tầng xem cái chân tầng giữa nữa. Xem cái chân tầng giữa xây cầu mới xem như thế nào. Vâng. Đấy, hôm đó sang đây là xây đấy, đây hôm nói chuyện là xây. 2 cho lên 3. Bên này được cái là yên tâm không có thuốc sâu. Ừ. Không có sâu nữa ông đẹp. Học xây nọ đây. À, đẹp nhỉ. Hai lớp quân chưa này. Ý trời ơi. Được không? Ý, quá đẹp nhỉ. Đấy nha, phấn vứt đường núi. Úi dồi, nó đẹp kinh không? Đấy, con chúa đấy, ông nhìn thấy chưa? Ừ, nhìn đấy, rồi. Con chúa dưới đấy. Ê, to quá, đây là chúa. Đấy, 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 đấy. Ô, nó đang đẻ trứng đấy. Đấy, đấy, con này đang đẻ khỏe mà, chú non mà. Chú non. Đấy, chú non là cũng có vấn đề khác đấy. Ừ, đàn nào cũng có được như cái đàn này. Quá đẹp. Đấy, con này được. Anh Nhung là, của anh là có... Mỗi anh là hơn 100 đàn. Hơn 100 đàn, như vậy là đàn nào cũng tương đối như này. Từ hôm tôi mà đồng bằng lên nó không có như này đâu. Thế nhưng cái này lên là đồng bằng là ong quá đẹp. Tôi nói kể cả cái cổng trong này cũng thế mà. Vâng. Thế chúng ta dừng video đây nhá, để các anh đào vào và gắn cầu và các anh chuẩn bị cho ăn bổ sung thêm rồi các anh cần về nhá. Vâng, đây xin mời quý bà con và các bạn là hãy theo dõi. Hãy theo dõi anh Dũng, anh Tỉnh, anh kỹ thuật căng cầu chứ. Đây, 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 anh Dũng chào bà con cái. Kỹ thuật của anh nào đấy? Xin chào bà con mọi miền trên Tổ quốc. Anh em tôi là người ở Hưng Yên. Sang bên Hòa Bình thì có nhà anh Cường này là được cái điều kiện phương tiện nó rất rộng, tạo điều kiện tốt nhất có thể tôi làm. Do vậy là chúng tôi đang căng cầu ong tại nhà anh Cường. Đây là kỹ thuật. Đi cái này nó hơi rét vì chúng tôi xa là chúng tôi làm đón đón. Đúng rồi. Đây là đang xây kỹ thuật cầu đón. Đây, đây, đây. Đây kỹ thuật anh Tỉnh, anh đang căng cầu, kỹ thuật anh Tỉnh căng cầu nào cho bà con đồng học cùng học nhá. Đấy. Căng cầu nào cho bà con học nào. Cầu thì rất đẹp rồi, không chê được rồi. Cầu là bên đây chúng tôi cứ đặt thôi, 8.000 một cái, mình không biết gì vì mộc mạc cả. Đấy. Rất căng. Rất căng rồi. Căng đánh đàn được đấy. Đánh đàn luôn. Tương nguồn. Có thể thế luôn. Cái dây này mua đâu? Dây này. Dây này. Dây này thật ra là chúng tôi mua. Ở quê đẹp sạc cơ. Ở quê Hưng Yên. Quê Hưng Yên. Mà có bao nhiêu tiền một cân này? 80.000 là sao? 80.000 một cân này. 80.000 một cân này. Này quá thì rẻ, đúng không? Lớp. Rẻ quá. Đấy, mua cả cân thì đẹp. Đây xem này. Ủa có 80.000 cân thế này các bà con ạ? 80.000 một cân. Dây này đẹp, ngon. Dây này của Việt Nam này, của Trung Quốc đây. Đấy, thông báo bà con này, đánh đàn được này. Kêu cân tưng. Công nhân cầu đẹp kìa. Chỉ mỗi tội là chưa có nốt nhạc. Đây, 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 cái cầu này rất đẹp đấy, toàn gỗ thông với gỗ xoan thôi. Kêu cân tưng luôn. Mà cái ván ngăn này, anh làm kìa. Ván ngăn là gì mà thẳng nó đẹp đây. Riêng ván ngăn là tôi bị đổi mới, là bằng nhựa. Là bằng nhựa của, nói thật là cứ ra chỗ Đồng Nát. Vâng. Mua là bên tôi là cứ 10.000 một cân. Là về tôi cắt ra tôi làm lại này, thay bằng cái con ép. Vâng, cái loại gỗ trước kia cứ đóng vào là làm nó vinh vào. Vâng, vâng. Bây giờ tôi đổi mới làm bằng nhựa. Vâng. Nào luôn bây với chân. Bây giờ mới. Vâng. Tôi tỉnh luôn cái chân tầng và để gắn thử thế nào. Cách gắn cơ gắn. Cách gắn tầng chân của thợ Hưng Yên nào. Cái nhựa cái gì sao. Đấy.
sáp tí. Thợ Hưng Yên là to nhất đi. Thợ to nhất đấy. Di được cái kiểu của mình không? Gì được gì đâu. Còn đây là máy từ nhân viên từ máy này. Đây này. Về để vun các cầu ong. Hôm nay thử chân tầng Trung Quốc kiểu mới à? Cái gì được? Gì được gì được? Gì thử nằm ngang được không? Được được, làm rồi. Làm cách đây 3 năm làm rồi. Đây hai thợ ông thợ Hưng Yên hôm nay là làm rồi luôn nhé. Được còn chưa cắt không? Tuy rằng thời tiết rét nhưng mà hôm nay là xây đoán. Vì cánh ở xa, cánh ở xa, cánh căng cầu cánh sơ cho ăn đường và cánh thực hiện cái bài là xây đoán. Khi ấm lên tiếp tục nó xây. Có luồn đan không hay là cứ thế thôi? Không cần luồn đan. À là cái kỹ thuật mới. À tối nay phải học đây. Ngày xưa luồn bây giờ bỏ rồi. À bây giờ lại bỏ cái luồn rồi. Không đan nào luôn nữa. À thế à? Ngày trước thì còn đan nhiều luôn. Vâng. Thế để xem cánh kỹ thuật cánh lên. À gập như thế là nó cứng không? Chân tầng trục. À gập là gãy luôn. Gập vào luôn. Rất hay. Đây. Chưa đủ nóng à? Chưa. Được. Đây là một người. Một người thì kéo dây căng cầu, một người thì hàn chân tầng, chiều nay phục vụ xây đón hơn 200 đàn ông. Thằng kia đấy. Thực tích còi rồi. Tích còi làm ở đâu? Đâu, gắn cái này lâu rồi, nhưng mà cái mỏ hàn nó bé rồi. Đây này, căng ngay. Căng nhỉ, tí mà căng luôn nhỉ. Căng. Mỏ hàn nóng chưa? Nóng không? Chưa nóng à? Bắt đầu hàn này. Coi là đóng cái khung nó nằm trong rồi, chỉ có đặt lên là hàn xuống thôi. Đẹp rồi. Đấy, quý bà con chúng ta nhìn mà học tập về cái cách chân tầng từ Hưng Yên nhé. Thế còn cái mặt bên kia là đã gập lại rồi là chúng ta sẽ chạy một hàn cho nó dính xuống đúng không? À, lót tay bên này ta lót vào cái kia, lót đỡ, xong bên này ta gắn. Đấy, gắn dưới chảy luôn. Gắn chảy luôn. Chảy luôn, quá đẹp. Nó là cục đồng mà. Ừ. Không cần phải rãnh nhá. Không cần rãnh, chân tầng ra không cần rãnh. Đây là cách gắn tầng chân vào cầu, khung cầu. Đấy, rất nét đẹp. Chưa đủ nhiệt đâu. Nhiệt chưa đủ nóng nhưng mà được rồi. Làm vài cái liền như thế xong là bấy giờ mới gì phát là nóng ăn ngay. Rồi. Đẹp này. Đẹp không? Quá đẹp luôn này. Đẹp. Đây, thợ gắn chân tầng Hưng Yên đây ạ. Đấy, và thợ gắn hôm nay nói chung mải mê và không cần. Lại ấn xuống là nó tự gập vào cái kia. Đấy. Cái chân tầng này Trung Quốc nó hơi dày, nó hơi khó. Chân thiệt Việt Nam là ấn ngay thôi. Việt Nam dễ hơn. Việt Nam là vấn đề dày căng trùng quá. Cái dây căng này hơi trùng tí. Phải thật căng. Vâng, được rồi, như vậy là xong. Rất nhanh. À, xem giới thiệu cho bà con xem cái cầu chúa ấy. À, gắn xong cái này giới thiệu xem cái cầu chúa, kỹ thuật cầu chúa Hưng Yên ấy. Cái hiện đại cầu chúa giờ mình nhìn thấy. Quá ngon nhỉ. Không. Đấy, bây giờ là nó mới đủ nhiệt đấy. Đấy. Thế thì cho bà con xem cái cầu chúa, kỹ thuật cầu chúa ở Hưng Yên cái này. Ai da, quá đẹp. Đây là cầu chúa rời có thể nhất cái Thường Thanh một. Đẹp quá nhỉ. Tôi chưa thấy cái trại ong nào có cái cầu chúa đẹp này đâu nhé. Đây đúng là thợ to thật rồi. Còn đây là có thể rút ra từng thang một đúng không? Rút ra, rút ra một thang. Đấy, rút ra. Rút ra. Vâng.
chứ không đóng liền, không đóng liền xoay. Ai làm mà là rút từng thang một. Đấy, cái gì thì... Vâng, trước khi đầu là rút cho từng thang một và để trên cái bánh tổ chúng ta di. Đúng là di. Đấy, ví dụ như này. Khêu lên là đập đây. Ừ. Kể cả là khi cắt thuốc. Cái một. Đúng rồi, trồng rất là đẹp. Cắt thuốc cũng nhấc ra. Vâng. Bỏ nhấc ra. Thổi đi cho bắt đầu nhặt. Cắt từ cái bọt. Đúng rồi. Quá đẹp, hôm nay đây vào làm hai cầu chuối. À đây một cầu chứ nhỉ? Một cầu. À một cầu chuối. Nhưng mà cái này là làm dự phòng. Chứ còn thì bây giờ cũng kết thúc rồi. Giờ kết thúc rồi. Đây là các anh ở ngoài Hưng Yên đây là vào. Đấy. Anh Dũng quay vào ống kính đi. Cười tươi lên đi. Vâng, video kỹ thuật gắn hôm nay các anh vào gắn cầu thờ chân tầng và cầu ong và những dây này và kỹ thuật của tại ông Nguyên này. Hai anh chào quý bà con người câu để kết thúc video. Xin chào quý bà con nhé. Vâng, đã cánh cần làm. Vâng. Tiếp tục đang làm. Vâng, cánh cần đang làm rồi tí nữa là cánh sẽ đưa vào. Tí nữa đưa vào. Và ra chạy ong và đưa nhé. Vâng. Xin chào quý bà con chúng ta thấy hay thì chia sẻ đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.